đang yêu xỉu. Rồi má mày làm gì vậy chú? Thèm buồn gì hả? Mặc dù bình thường em không có hay thèm mấy cái con này. Vì sao Quang Trung muốn tham gia cuối tuần tuyệt vời? Một trong những lý do mà Quang Trung tham gia cuối tuần tuyệt vời đó chính là ẩm thực và âm nhạc, cùng với lại tất cả những anh chị em ở trong ekip chương trình và tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Tại vì ẩm thực là một cái điều mà không bao giờ có thể thiếu trong cuộc sống của mình, và Trung là một người đặc biệt rất là thích ẩm thực. Ông đóng mới được ăn một cái bữa rất là chất lượng luôn á. Rất là thích được thưởng thức tất cả những món ngon của tất cả mọi nơi, không chỉ là trong mọi vùng miền của đất nước mình mà còn là những món ăn của nước bạn nữa. Bên cạnh đó là khi tham gia chương trình thì Trung cùng với tất cả các anh chị em mong muốn giới thiệu thêm nhiều, thật là nhiều những món ăn ngon của nước mình cũng như là những nước bạn đến với tất cả quý vị khán giả. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ có những giờ phút thật là vui, thật là thư giãn cùng với cuối tuần tuyệt vời nhé. Cuối tuần tuyệt vời Amazing Saturday phát sóng vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2023.